đây là 16 hồ nuôi tôm có tổng diện tích mặt nước gần 4 hectare của anh Nguyễn Văn Thọ ở xã Bình Hải, huyện Thăng Bình. Để có cơ sở nuôi tôm quy mô này, anh Thọ đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng xây dựng ao hồ, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống sục khí và hệ thống xử lý nước thải trong quá trình nuôi tôm và đưa vào bể xử lý trước khi thải ra môi trường. Đây là hạng mục quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của con tôm, nhưng trước đây không được nhiều người nuôi tôm quan tâm. Thứ nhất là nó đầu tiên nó nuôi tôm là phải là con giống, sau là thức ăn, ba là môi trường. Môi trường nó luôn luôn nó cộng tác với kỹ thuật để chúng ta luôn luôn để có cảnh giác với khoảng đó thì nó mới đem lại hiệu quả cao. Ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với việc sinh trưởng của con tôm cũng như chất lượng tôm khi thu hoạch, nên vài năm trở lại đây, dù tốn kém nhưng hầu hết các hộ nuôi tôm đều dành một khoản đầu tư thích đáng cho việc bảo vệ môi trường. Nguồn nước thải trong quá trình nuôi tôm đều được xử lý qua hệ thống bể xử lý và được cơ quan chức năng kiểm tra, đảm bảo các yếu tố cho phép rồi mới được xả ra môi trường. Mình xử lý hệ thống nước thải là mình thả nước ra cái ao láng á, mình xử lý thúc hóa chất cho sạch sẽ, sau đó mình có thể ra biển. Chứ nếu như mình không xử lý hóa chất nước môi trường sạch sẽ thì nước bẩn mình thả ra biển thì lúc mà mình bơm nước vô lại thì con tôm vẫn nhiễm khuẩn. Một thời gian dài trước đây, do tôm nuôi thường xuyên bị dịch bệnh khiến việc nuôi tôm thường gặp khó khăn, thua lỗ, nên người nuôi tôm thường ví việc làm của mình như đánh bạc với trời. Bây giờ, nhờ môi trường sinh trưởng và phát triển của con tôm được quan tâm đúng mức, nên người nuôi tôm xem như đã loại bỏ bớt được một nỗi lo thường trực và hướng đến việc nuôi tôm có quy mô lớn hơn, bền vững hơn. Thì tính vừa qua thì từ tổng thu trừ cho tổng chi thì còn lại 500 triệu. Trước đây thì đa số là các hộ là họ chưa suy nghĩ vấn đề này, vì nó xây dựng một ô mà xử lý chứa lén thì khoảng kinh phí cũng khá lớn, kinh tế của họ không đủ điều kiện. Nhưng mà đến bây giờ phải bắt buộc ai muốn nuôi tôm là phải là đủ điều kiện, là phải làm cái ô xử lý chứa lén đó thì mới có thể là cho phép nuôi được. Với những người nông dân này, giờ đây bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người chính là bảo vệ cho sự bền vững trong phát triển kinh tế của chính họ.